Nguyễn Hoàng xin chào quý vị, quý anh chị, mình đã quay trở lại với kênh bán nhà chính chủ Sài Gòn ha. Hôm nay Nguyễn Hoàng đang có mặt tại mặt tiền đường của đường Bửu Đình nè quý anh chị. Ở đây thì hiện tại đang thuộc phường 5 quận 6 ha. Ở cái hướng này là di chuyển ra ngoài đó đó, ra ngoài đó là mặt tiền đường của đường Hậu Giang. Phía ngoài đó là mặt tiền đường của đường Hậu Giang nha quý anh chị. Ở ngay góc đó đó ha, mặt tiền đường của đường Hậu Giang ngay chỗ gần ngay chỗ góc ngã tư giữa đường Hậu Giang giao với lại đường Minh Thuận của quý anh chị. Ở đây thì gần ngay chỗ cầu vượt Cây Gõ với lại chợ Cây Gõ của quý anh chị ha. Thì hôm nay Nguyễn Hoàng đang có mặt tại đây để review cho quý anh chị mình một ngôi nhà nha. Một ngôi nhà đang thuộc một sẹt của đường Bửu Đình. Ở đây hiện tại đang thuộc số 47 Bửu Đình nè, phường 5 quận 6 ha. Cái đoạn này là đoạn nằm ở giữa giữa nha. Thì cái đường Bửu Đình này nó sẽ đi ra tới cái đường Phan Văn Khỏe nha quý anh chị. Cái hướng này nè quý anh chị mình sẽ di chuyển về bên mặt tiền đường của đường Phan Văn Khỏe ha. Ở hướng này nè, di chuyển về bên mặt tiền đường đường Phan Văn Khỏe. Ở đây thì ngay góc này nó có một cái khoảng không gian đường rất là rộng. Ở đây mình quay đầu xe thoải mái luôn. Thì cái đường Bửu Đình này nó cũng khá là rộng nha. Nó rộng tới 8 mét lận của quý anh chị. Đường trải nhựa rộng tới 8 mét lận. Đó, từ mặt tiền mà Bửu Đình mà mình vô tới đây á thì khoảng đó chừng là 7-80 mét thôi là mình tới ngay chỗ góc này rồi ha. Tới ngay góc này cái cô chú anh chị mình sẽ rẽ tay trái cái nằm ở đoạn này nè. Ở tới đây là tới số 47 nha, 47 của đường Bửu Đình nè. Kế bên là có cái qua cái tiệm mà bún chua cây nè của anh chị Macau nha. Ở tới đây nó có một cái con hẻm, hẻm này là hẻm số 438 nha. Hẻm này là hẻm số 38 của đường Bửu Đình. Ở thì tới đây mình sẽ rẽ vô bên trong này. Kế bên thì có cái đình nè của anh chị, có cái đình nè, mẹ Quan Âm nè của anh chị ngay góc này nè. Ở đây có mẹ Quan Âm nha. Ở cái hướng này là mình sẽ đi thông ra, hướng này là mình sẽ đi thông ra bên đường Phan Văn Khỏe nha. Thì nhà mình nó nằm ở trong con hẻm này. Con hẻm này là hẻm số 38 của đường Bửu Đình của quý anh chị nha. Nhà mình hiện tại đang thuộc quận 6, thuộc một sẹt của đường quận 6 nha. Và nhà mình sẽ đi thông luôn, hẻm nhà mình là hẻm thông ha. Ở đây thì xe hơi mình di chuyển được nha. Ở xe hơi mình di chuyển vô được nha. Ở đây nó có một cái trụ sở khu phố 2 nè. Ở ngay chỗ 38 sẹt 14 là trụ sở khu phố 2 của đường Bửu Đình nè, phường 5 quận 6 nè quý anh chị. Đây nè. Ngay trụ sở khu phố 2 đây. Ở vô bên hông này nó có cái đường để mình di chuyển vô bên trong ha. Đó, di chuyển vô bên trong còn vài căn nữa thôi là tới cái nhà của mình rồi ha. Ở đây nè, ngay chỗ này là có cái trụ sở khu phố 2. Đó, có cái camera an ninh nè quý anh chị. Đó, ngay góc này có cái camera an ninh nè. Đó, ra ngoài đó là ra mặt tiền đường của đường Bửu Đình. Còn hướng này thì mình vô bên trong. Mình vô bên trong mình rẽ phải là mình tới ngôi nhà của mình. Căn mình là căn góc nha, căn góc hai mặt hẻm ha. Căn nhà mình là căn góc hai mặt hẻm cô chú anh chị nha. Ở căn góc kế bên có cái nhà đang xây nè cô chú anh chị. Kế bên có cái nhà đang xây ba tấm nè. Đang xây dựng nè. Để cái bảng an toàn lao động là trên hết nè. Ngay góc này nè. Thì cái căn nhà này hiện tại chủ nhà đang chia sẻ cho bên Nguyễn Hoàng với mức giá đó là 3 tỷ 580 triệu nha. 3 tỷ 580 triệu nha cô chú anh chị. Giá này thì chủ nhà vẫn còn thương lượng nha. Vẫn còn thương lượng mạnh của chú anh chị nha. Sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng, hoàn công đầy đủ nha. Một trệt, một lầu của chú anh chị. Căn mình là căn góc nha. Căn góc nên được cái là có cái ban công nè. Ban công hai bên nha. Ban công ở mặt tiền trước và ban công ở mặt tiền bên hông là đều có hết. Ở mặt tiền trước và mặt tiền bên hông là đều có nha. Một trệt, một lầu. Ở bên trên hai phòng ngủ với lại một nhà vệ sinh với có một cái khoảng không gian để máy giặt nha. Ở đường nhà mình đây. Bên hẻm bên hông nhà mình nó rộng tới 4 mét lận của chú anh chị. Hẻm trải nhựa. Đó, hướng ấy ra đó là ra mặt tiền đường của đường Phan Văn Khỏe ha. Còn cái hẻm này thì trước nhà của mình nó rộng nữa nè. Trước nhà mình rộng tới 5-6 mét lận nè. Ngay góc này nè, rộng tới 5-6 mét lận. Cái hướng này thì ra mặt tiền đường đường Bửu Đình. Còn hướng này là cô chú anh chị mình di chuyển ra bên mặt tiền đường của đường Phan Văn Khỏe ha. Nhà này được cái bề ngang nó hơi gì. Nếu cô chú anh chị là tính cái bề ngang từ đây nè. Đó, còn đây là chiều dài nha, chiều dài của ngôi nhà của mình ha. Vô bên trong á, ngôi nhà của mình nó nở hậu ra ha. Nó nở hậu ra tới 3 mét mấy lận của chú anh chị. Ở một trệt một lầu nè. Này ban công của ngôi nhà của mình đây. Ở ban công nè. Hai ban công luôn, một ban công phía trước này, tới đây với một ban công bên này ha. Ở cô chú anh chị nào muốn tìm cái ngôi nhà này á thì cô chú anh chị mình di chuyển từ ngay chỗ góc ngã tư giữa đường Minh Phụng với lại Hậu Giang. Nếu cô chú anh chị mình đi từ Minh Phụng á, đi từ cầu vượt Cây Gõ tới Minh Phụng, tới ngã tư Hậu Giang với lại Minh Phụng rẽ trái,
đi thêm một đoạn nữa là mình sẽ gặp cái đường Bửu Đình, nó nằm ở bên tay phải này luôn. Rồi mình rẽ vô đây, mình đi tới cái hẻm 38 của đường Bửu Đình, mình chạy vô đây là mình tới ngôi nhà của mình. Ở đây thì được ngôi nhà của mình là hiện tại đang thuộc cái địa chỉ là 38/28 của đường Bửu Đình, thuộc phường 5 quận 6 của anh chị nha. Thuộc phường 5 quận 6 nha. Ở kết cấu thì một trệt, một lầu, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh ha. Bề ngang của ngôi nhà của mình á là 1m8 nha. Ngang khúc đầu này nè. Ngang khúc đầu này là tính từ bên này qua bên này là 1m8, tính luôn cái tấm tường này nha cô chú anh chị. Tính luôn cái tấm tường này là 1m8 ha. Chiều dài á tính từ đây mà trải dài vô trong đó là 8m. 8 đàng hoàng coi kỹ lại trong sổ nha. 8m1 của anh chị nha. Đó, từ đây nè trải dài vô trong đó là 8m1. Ngôi nhà của mình á phía sau đó nở hậu ra là 3m15. 3m15 nha quý anh chị. Phía sau đuôi đó là nở hậu ra là 3m15 ha. Ở căn nhà đây. Khu này khu dân cư hiện hữu nha quý anh chị. Cái này là nhà mình mới bị chặt lộ giới rồi nha. Hết lộ giới rồi quý anh chị ha. Nhà hồi xưa mới chặt lộ giới, giờ hết lộ giới luôn rồi đó. Nói chung là nhà này là xây dựng là đúng theo hiện trạng nhà nước luôn rồi đó, không còn bị lộ giới nữa nha. Hồi xưa nó tới 31m² lần cô chú anh chị. Nó chặt xéo này nè, giờ nó còn có 21m mấy à. 21m7 rồi cô chú anh chị. Được cái là nhà mình đường xá nó rộng rãi, hẻm thông, thông ra bên hẻm 38 của đường Bửu Đình, mình thông ra bên mặt tiền đường của đường Phan Văn Khỏe ha. Ở cái cửa chính thì hiện tại là chủ nhà không có đó, không có mở nha. Người ta mở cái cửa bên hông này thôi. Giờ ông Hoàng giới thiệu cái cửa bên hông này cho quý anh chị mình xem. Đó. Thì cửa chính của mình thì cũng là cái lớp cửa nhôm sinh pha. Rồi sau đó thì người ta làm thêm cái khung sắt bảo vệ lên nữa nè. Khung sắt bảo vệ lên đây. Đó, cao lên tới bên trên đó luôn. Rồi bên trên đó thì người ta làm thêm mấy cái ô thông gió ha. Bên này thì có làm thêm mấy cái ống đồng nè. Ống đồng với lại đường dây cáp này quý anh chị. Để mình về mình gắn tivi rồi ha. Tùy theo quý anh chị mình ha. Khu vực này sẽ là phòng khách của ngôi nhà của mình nha. Ở bên trên là hệ thống đèn led âm trần nè, rồi chủ nhà kết hợp với lại quạt với lại hệ thống đèn luôn. Bên này có mấy cái bức tranh nè quý anh chị, mấy bức tranh bên này, ba bức tranh nha. Gạch thì chủ nhà ốp cao lên tới bên trên luôn, cao lên chắc khoảng có 1m rưỡi quý anh chị, cao lên trên đây khoảng có 1m rưỡi ha. Ốp tổng cộng là 1 viên nè, 2, 3, 4 5 viên thêm hai tấm nhỏ này nữa, hai tấm nhỏ tạo điểm nhấn nữa nè. Nhà này thì điện nước là nước chính của nhà nước, thì cái đồng hồ nước của mình nó nằm ở góc bên dưới này, cái đồng hồ điện nó nằm ở bên ngoài nha. Ở đây thì chủ nhà cũng đã làm sẵn cho mình hết rồi. Ở này về mình chịu khó mình làm thêm một lớp cửa lùa nữa ha, cửa sắt lùa ở phía bên ngoài nữa. Bên này thì chủ nhà đã làm rồi nè. Bên này thì bên trong này là một lớp cửa nhôm sinh pha nè, phía ngoài này là một lớp cửa sắt lùa nè. Đó, phía ngoài này là lớp cửa sắt lùa. Ở nhà rất là đẹp. Đó, vô bên trong này sẽ là cái gian bếp nha quý anh chị. Không gian của gian bếp của mình đây, hệ thống tủ bếp trên dưới ha. Đó, tủ bếp hai tờ ha. Máy ngăn luôn rất là nhiều chế nha, cũng chế độ nha quý anh chị. Đó, tủ bếp của mình đây. Sử dụng bình thường nha, sử dụng tốt luôn nha. Bên trong họ chủ nhà lót gạch luôn nè. Bên trong chủ nhà lót gạch luôn. Bên này là cái bồn rửa chén của mình này, bồn này nóc 304 ha. Có mấy cái khay nè. Cái khay nóc 304 được quý anh chị, để mình để chén dĩa bát rồi mình để đây ha. Hệ thống tủ mình đây. Ở bên trong hệ thống tủ nè. Ở bên trong này có cái toilet nè. Này có đèn luôn quý anh chị. Bên trong này có cái toilet nữa nè. Toilet của mình đây. Toilet này thì chủ nhà ốp gạch cao lên tới bên trên luôn. Ở bên trên hệ thống đèn luôn. Bề mặt này là chủ nhà xài kính nha quý anh chị, bằng kính nha, kính mà dạng như hai lớp ha, một lớp bên này và một lớp bên kia. Chạy ốp cao lên tới bên trên luôn ha. Đó, bồn cầu, lavabo, vòi sen tắm rồi đầy đủ hết. Đó, vòi xịt nè, có mấy cái máy bơm đẩy ở bên trong luôn, chủ nhà làm sẵn cho mình cái máy bơm đẩy luôn, vòi xịt đồ đầy đủ hết ha. Ở cửa này thì chủ nhà xài cửa nhôm, nhôm kính của chú anh chị. Đây nè, cái mặt kính này bên này nè. Bên trong là một mặt và bên này một mặt nữa. Dạng như kiểu hình chữ nhật á của chú anh chị ha. Này chủ nhà có làm thêm cái cây nè. Cái cây góc này bên này có cái đường ống. Cái này chắc mình để tivi ở đây nè ha.
Cái này đường ống dây cáp nè, đường ống dây cáp này mình để tivi nè, gắn tivi bên này, chủ nhà nó làm thêm cái đồng hồ cho mình nữa. Nhà mình căn góc của cô chú anh chị nên phía bên hông này nó có một cái cửa, và lại bên này nó cũng có cái cửa sổ nè. Đó, cửa này cũng xài là cửa nhôm sinh pha ha, cửa lùa nha, lùa qua và lùa lại ha. Đó, khung này là khung sắt của chú chị nha, khung này là khung sắt ha. Rồi cầu thang thì chủ nhà làm ở phía sau này, cầu thang thì nhà làm ở phía sau này, mình di chuyển lên bên trên. Cầu thang này là đúc bê tông cốt thép nha, bề mặt đi là bằng đá nè, bề mặt đi này bằng đá nha của chú chị. Ở mấy cái này là chủ nhà cắt nè ha, cái kiểu của chú chị người ta cắt sẵn luôn rồi, để cái dạng như mình đi lên đi xuống nó không có bị trượt á. Ở bên trong này nó cũng có cái hộc nữa nè, nó hộc ở dưới cái chân cầu thang này. Ở đây chủ nhà để cái cây kiểm, cái này nếu mà mình thấy chật quá thì mình có thể mình dời cái cây này vô chỗ khác ha. Rồi cùng mời cô chú anh chị mình ngắm lại khoảng không gian khu vực phòng khách với lại gian bếp một lần nữa nha. Phía ngoài đó sẽ là phòng khách của ngôi nhà của mình. Hồi xưa cái nhà này rộng lắm cô chú anh chị, nhưng mà nay nó bị cắt lộ giới rồi cô chú anh chị, mở rộng đường á, cắt lộ giới ra đó, thì giờ ngôi nhà của mình nó bị ngắn, bị cái chiều rộng nó bị hẹp lại ha. Chứ lúc đầu á là cái nhà này rộng lắm cô chú anh chị nha, nhà rộng lắm, nhà này xưa tới 30 mấy mét vuông lận của chú chị, cắt riết rồi giờ còn có 20 mấy mét thôi. Đó, hệ thống tủ mình đây, bên trên này cũng để cái cây nè, cây kiển nè, cây này cây giả của chú chị, cây này cây giả nha. Ở bên trên hệ thống đèn, đó, đèn led mâm với lại đèn led dây ha. Đó, tường thì chủ nhà ốp lên nè, ốp tấm ốp cái đường chỉ vàng rồi. Rồi giờ cũng hoàn di chuyển lên bên trên lầu 1 cho cô chú chị mình xem ở bên trên nha. Bên trên này có hai phòng ngủ với lại một cái khoảng không gian khu vực toilet nè. Phía này thì chủ nhà làm sẵn cho mình cái đường ống để mình đi máy giặt ha. Ở bên trong này toilet nè. Nói chung là nhà mình là kết cấu là một trệt một lầu, với lại có thêm một cái gác ở trên này nữa là cô chú chị thấy không? Có thêm một cái gác này nè. Ở cái này nếu mà mình muốn thì mình để mở này ra cho quý vị mình xem ở bên trên luôn ha. Đó, cái này là cái cầu thang xếp nha, gấp nha quý vị, gấp lại ha. Thì bên trong này nó sẽ là được hai phòng nha quý vị. Bên trong này giờ chủ nhà làm được hai phòng ha, hai phòng bên trên này thêm một cái nữa. Bên trên này mình cũng có thể ngủ được hai người, bên một người hoặc hai người bên trên này. Ở bên dưới thì một người, bên trên này có thể một người hoặc hai người ha. Ở trên này một chỗ ngủ nữa nè. Ở cầu thang này xếp lại của chú chị. Ở mình xếp mình gấp vô tường này nè. Đó, mình dài cái chốt lên thôi. Đó, vậy là xong rồi. Bên này chủ cũng có làm cái cửa sổ ha. Đó, cửa sổ mở ra mở vô. Đó, mở ra lấy không khí gió ha. Gạch này là gạch màu giả gỗ nha cũng gì, màu giả gỗ nha. Nhà mình á, cái bề rộng phía sau này nó được rộng thêm là 3m15 của quý chị. Khúc đầu nó chỉ có 1m8 thôi. Nhưng mà chưa tính nha, mình tính thêm cái ban công này nữa nè. Cái ban công này nữa là rộng, nhà mình nó rộng lắm á. Ở sau này của quý chị mình muốn mình dời luôn, mình dời hết cái phòng ngủ ra tới ngoài đây luôn là rộng nữa ha. Mình giờ thì mình phải tốn chi phí thêm, với lại chung chi đô thị đồ của anh chị nha, địa chính đô thị đồ, mình dời hết ra mình làm phòng ngủ nó bự hơn. Bên này cũng vậy luôn nè, bên này nó cũng có cái ban công luôn nè, phía bên này nó cũng có ban công luôn, mình có thể dời ra được luôn. Ở không gian này mình để máy giặt này, đường ống nè, ở đường ống cấp, đường ống xả nè, đường ống cấp, đường ống xả nè, ổ điện thì nằm bên này để mình để máy giặt ha. Ở bên trên này hệ thống lam giả gỗ nha của anh chị. Ở làm giả gỗ nè, khu vực sau nè ha, làm giả gỗ. Còn phía bên này là hệ thống đèn cầu thang ha. Bên trên này nó có cái kho nè, hầm kho mình để đồ bên trên này nha. Ở bên trên này nó có cái hộc nè, mình có thể để đồ hầm kho bên trên đó ha. Ở ban công này thì mình để mình phơi đồ. Mình phơi đồ ngay góc này. Đó. Rất là rộng. Ở đây thì mình đi thông nha cô chú anh chị. Phía bên này chắc là cái trường học nè cô chú anh chị. Bên này chắc là trường nè. Không biết là trường gì của quý chị ha, chắc là trường mầm non của quý chị nha. Phía bên đối diện mình đó là cái trường nha. Trường
Trường nha cô chú chị. Ở bên này là trường tiểu học nè. Trường tiểu học Châu Văn Liêm cô chú chị nha. Nhà mình là sau lưng. Sau lưng trường tiểu học Châu Văn Liêm. Trường này là trường tiểu học Châu Văn Liêm nha. Nó có một mặt ở đây và một mặt ở cái hẻm phía bên kia. Cái hẻm phía bên kia là thuộc trục đường Hậu Giang nha cô chú chị. Ở trường tiểu học Châu Văn Liêm cô chú chị nha. Trường tiểu học Châu Văn Liêm. Hẻm phía bên kia là thuộc hẻm 145 của trục đường Phan Văn Khỏe của chúng chị nha. Phan Văn Khỏe nha. Trường tiểu học Châu Văn Liêm ha. Nhà mình là kế bên trường tiểu học Châu Văn Liêm luôn. Ở đây kinh doanh buôn bán được của chúng chị nha. Được cái là nhà mình ở đây để kinh doanh buôn bán được nè. Học sinh sinh viên đồ nó cũng ở đây mình mua bán cũng được nha. Được cái là căn mình là căn gốc á, mình mua bán cũng thoải mái. Ở không gian của toilet của lầu 1 của nhà mình đây. Ở hệ thống đường ống là đầy đủ hết rồi ha. Hệ thống đèn cũng cao ráo nha của chúng chị. Nhà mình kinh doanh buôn bán được của chúng chị nha. Hồi nãy cũng Hoàng không có biết là cái trường, tưởng là cái trường mầm non, nhưng mà thực chất là cái trường tiểu học Châu Văn Liêm. Ở trường tiểu học thì mình kinh doanh buôn bán buổi chiều buổi tối gì đó mình kinh doanh ok của chúng chị. Buổi sáng bán đồ ăn sáng ở đây cũng được nè. Bán đồ ăn sáng ở đây cũng được nè. Ở đây người ta cũng có làm cái khoảng không gian để bán đồ ăn sáng rồi nè ha. Đó, có cái camera an ninh luôn cũng vậy không? Đó là ngày này có cái góc camera an ninh nữa nè. Ở khu này rất là sung nha. Khu này kinh doanh buôn bán được ha. Đó, nói chung là chủ nhà bán cái mức giá này là mức giá mà nhà có thể vừa ở vừa kinh doanh buôn bán nha cũng chị. Mức giá này thì vừa ở vừa kinh doanh buôn bán được nha. Phòng này phòng phía bên ngoài có cửa sổ bên hông này nè. Phía trước này có cái cửa sổ nữa. Ở bên trên đây thì có cái đường ống dây điện mà để mình gắn cái máy nước đó. Máy lạnh ha, mình gắn máy lạnh nha. Bên đó thì cái đường ống thoát nước của anh chị ha. Ở cửa này thì xài cửa nhôm sinh pha. Tay vịn thì bằng sắt nè. Tay vịn bằng sắt của anh chị. Bên này là cái ban công của ngôi nhà của mình đây. Ở ban công cây hai cây kiển nè, bên kia một cây, bên này một cây kiển nè, hai cây của anh chị. Ở lan can thì bằng sắt nha, rất là kiên cố với sơn với cái tông màu xám nè, xám xi măng. Mặt tường này thì chủ nhà ốp gạch nè cô chú chị, ốp một cái mẫu gạch thẻ nè, một cái mẫu gạch thẻ rất là đẹp luôn. Đó, ốp toàn bộ lên tới bên trên luôn. Còn mặt tường ở bên dưới cũng vậy luôn, chủ nhà cũng ốp vậy luôn cô chú chị. Khu này bán đồ, bán nước, bán đồ cũng ok nè. Đó, kinh doanh buôn bán được cô chú chị. Ở đường nhà mình đây, đường rộng tới 4 mét hơn nè. Ngay trường tiểu học Châu Văn Liêm luôn. Đó, bên đó là trường tiểu học nha cô chú chị. Khu này là an ninh ha, an ninh yên tĩnh của chúng chị, không có xô bồn ha. Khu này là quá tuyệt vời luôn của chúng chị. Ngay chỗ trường tiểu học Châu Văn Liêm luôn, kinh doanh buôn bán mọi ngành nghề, kinh doanh buôn bán cho học sinh sinh viên ha. Ở hệ thống đèn đồ đẹp nha chúng chị. Bây giờ ngoài cũng xin thông báo lại, ngôi nhà của mình đang thuộc cái con hẻm 38 sạc 28 của đường Bửu Đình, thuộc phường 5 quận 6 nha. Nhà mình kết cấu là một trệt một lầu, có thêm cái lẫn ở bên trong nữa ha, có cái lẫn nhỏ bên trong đó nữa, có cái gác của chúng chị ha. Rồi mà ba phòng ngủ, cái đó làm được thêm phòng nữa là ba phòng. Hai nhà vệ sinh hướng chánh của ngôi nhà của mình đó là hiện tại đang thuộc hướng chánh của ngôi nhà của mình là hiện tại đang thuộc hướng bắc của chúng chị nha. Còn hướng bên hông này là thuộc hướng đông nè. Hướng đối diện với lại cái trường Châu Văn Liêm á là thuộc hướng đông. Còn hướng phía trước mặt này nữa là thuộc hướng bắc của chúng chị. Nhà thì kết cấu là một trệt một lầu nha, hai phòng ngủ, ba phòng ngủ, hai nhà vệ sinh. Đó, hướng bắc và hướng đông ha. Bề ngang khúc đầu này á là 1m8, chiều dài là 8m1. Bề ngang khúc đầu này là 1m8 nè. Chiều dài là 8m1 và nở hậu ra là 3m15. Nở hậu phía sau ra là 3m15. Còn lên bên trên lầu 1 này á, thì cái bề ngang ở khúc đầu này nó được thêm 2 mét mấy của chú chị. Nó khoảng có 2m3, 2m4 gì đó, khoảng 2m3, 2m4 ha. Nó thêm khoảng có 5 tấc của chú chị nha. Cái bề rộng này nó thêm khoảng có 5 tấc nè. Đó, còn chiều dài thì nó vẫn như vậy. Chiều dài thì nó hơn. Ở khúc này thì nó thêm cũng khoảng cỡ 5 đến 6 tấc của chúng chị. 6 tấc á là cái chiều dài bên trên lầu 1 này nó lên tới 8m7 lận. Còn cái bề ngang này á là được 2m4. Và dài 8m7, bên trong đó nở hậu 3m15 là ở bên dưới, 3m15 bên dưới, lên bên trên là 3m65. Lên bên trên này nở hậu ra tới 3m65 ha. Mức giá mà chủ nhà đang chia sẻ là 3 tỷ 580 triệu nha. 3 tỷ 580 triệu cô chú anh chị ha. Giá này thì chủ nhà vẫn còn thương lượng nữa. Cô chú anh chị nào có nhu cầu quan tâm thì kết nối ngay với Nguyễn Hoàng ha. Để mình qua mình xem, mình nghĩ mình gặp trực tiếp chính chủ để mình thương lượng về giá cả nha.
nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để mình xem được nhiều video sớm nhất của anh chị nha. Sổ hồng riêng pháp lý rõ ràng, hoàn công đầy đủ nha. Nhà mình đã chặt lộ giới rồi của anh chị nha. Hồi xưa là tới 30 mấy mét vuông lận, chặt hết nay còn có được còn có 2 mấy mét là của anh chị. Nhưng mà lên bên trên lầu 1 này thì cái chiều rộng của ngôi nhà của mình nó rộng hơn và chiều dài nó cũng dài hơn. Khúc nở hậu này nó cũng nở hậu rộng hơn ha. Đó, cô chú anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ của Hoàng Quý số điện thoại 0901 796 379 nha. Cô chú anh chị nào đang có bạn bè người thân mình đang quan tâm, mình chia sẻ cái video này giúp cho bên Nguyễn Hoàng. Nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để mình xem được nhiều video sớm nhất của chú anh chị nha. Rồi, Nguyễn Hoàng xin chào và hẹn gặp lại của chú anh chị mình ở clip tiếp theo.